Feng Feng xin kính chào toàn thể quý khán giả. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Feng. Trước Tết khoảng 2 tháng, Feng có nhận được tiền của cô Thủy ở Hải Phòng. Có anh con trai là Đại Nghĩa, anh ấy gửi cho Feng với nội dung là nhờ Feng là gửi cho ông bà cô đơn. Hai ông bà là có hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt, không có con cái gì cả. Lúc mà được nhà nước tài trợ một tí tiền thì ông bà đã mua hai cái quan để sẵn trước cửa ấy, là phòng là một trong hai người mà không may mắn ai mà ra đi trước thì người ở lại ấy, thì không phải lo đến cái việc hậu sự đấy, rất là thương. Thì lúc mà anh ấy gửi tiền cho Feng ấy thì lúc đấy là bà là đang bị dịch Covid, bà đang mắc bệnh. Cái khu là bà là không vào được, thứ hai là bị phong tỏa. Đó, thì trước Tết thì Feng cũng không vào được, thì hôm nay là Feng vào. Feng gửi tiền của cô Thủy ở Hải Phòng cho ông bà, tiền phòng thân, tiền để mua mắm muối mì chính hay là các thứ linh tinh đấy. Đợt này Feng vào là Feng không mua mắm muối mì chính hay là đồ ăn các thứ. Lý do là trước Tết là anh Huy ở Lào Cai ấy, anh gửi tiền cho Feng 1 triệu, Feng đã mua đồ ăn rồi. Mua xà phòng, nước rửa tay rồi các thứ đấy, Feng đã mua vào rồi. Thì bây giờ Feng không vào nữa mà Feng vào sẽ gửi tiền mặt cho ông bà. Đó. Cũng có nghe tin là mấy hôm trước là ông bà có hai con lợn kìa, nhưng mà nó không ăn hay là nó bị chết mất một con. Bà mổ bà treo đây. Nay thời tiết ở trên vùng cao Hà Giang của Feng thì mưa nhiều, mưa rất là nhiều. Đây, dưới nhà em Hòa này. Thì ở đây thì không ai đi làm gì được cả. Chắc chắn là ông bà đang ở nhà. Đây, không biết ông bà ăn cơm trưa thì Feng không biết. Đấy, đây này. Ô. Con chào bà nhá. Mì tu tu à. Bà đang làm gì đây? Không làm đâu. Không làm gì à? Mưa à? Mưa to quá. Con chào ông nhá. Tua. Ông có mũ đẹp thế. Ông là bị lặng tai, nói nhỏ là không nghe thấy. Lúc mà Feng tăng cái volume lên thì các bác phải thông cảm. Giọng à? Giọng bay đó. Giọng bay ngồi đây chỗ ấm à. Bố Hòa đâu? Bố ngủ rồi. Ôi trời ơi, mưa quá. Vâng. Bố mẹ có ngủ rồi, nó không ngủ, nó ở đây. Nó không ngủ ở đây à? Hòa là mấy hôm vừa rồi là cũng sang giúp Vừ Vàng là xây nhà bên kia. Bà nó mỏ chưa? Nó rồi. Bà ăn cơm chưa? Con nó đâu à? Ồ, nó rồi à? À rồi. Bà có nồi gì đây, cám lợn à? Đâu con xem nào. Ăn rồi, cho ăn chưa? Cám lợn thôi. Ui chết. Cho ăn chưa? Chưa. Cho ăn. Chưa. Để lạc cho nó cháu ăn. Bà có gì cho con ăn không? Không, con không ăn đâu. Không. Không, ăn mà. Con ăn tí. Ăn tí à bà? Ui đây rồi, thịt treo. Ôi, được rồi. Ăn tí. Con lợn này nó bị hả? À, đây là con lợn của bà nó bị tua đây. Đây, thịt treo. Tua lần nào. Nhưng mà bà luộc à? Bà luộc à? Hay làm gì đây? Bà làm gì? Không làm mà. Luộc à? Quên là cho chỗ ăn mà. Đấy, ngon lắm các bạn. Bây giờ là đang gần 12 giờ rồi các bạn. Đây là gừng nè. Ô, canh rau cải à. Đây, miền miến các bạn. Miền miến à bà ơi. Đây, miền miến à. Thế còn cái này? Cái gì đây? Con đây này. Con cái này cái gì bà? Cái gì đây?
Đây là anh này. Vâng. Anh này là cái thịt. À, thịt xay à? Ờ. Ờ, thịt quay quay. Ông bà nè, đây. Rất là sạch sẽ. Nhà của ông bà là được cô Hoàng Kim Cúc, đấy, cô gửi tiền về cho Phen là giúp ông bà làm cái nền nhà này. Chính là đội em anh Sự này, đấy, em Lừ này, Báo này, nên là làm một ngày thế này, đấy. Rất là đẹp. Và được các cô bác Mạnh Thường Quân khác là cũng giúp cho mua được bộ bàn ghế này. Đấy. Và cái kệ đây. Đó. Cũng có rất là nhiều các cô bác Mạnh Thường Quân nói là Phen là giúp bà là chát cái nhà này. Thực ra là chát này cũng được. Đấy. Lấy xi măng gợt lên chát lên cũng được cho nó khô sạch sẽ. Và cũng có một số bác bảo là lấy mua cái giấy dán tường dán vào đây. Giấy dán tường thì không được bởi vì nó ẩm, nó không dính này. Nhưng mà chát thì được này. Làm nhà đất này được ngày trước ông bà đun trong bếp này. Để bây giờ làm xong nền nhà mới chuyển ra ngoài này. Đó. Ông bà ăn cơm đâu chưa? Bà ăn cơm đâu chưa? Sao ăn? Ăn lúc nào? À, lúc 8 giờ. Mấy giờ? 8 giờ. 8 giờ á? Thế 8 giờ ăn thì bây giờ trưa không ăn à? Ừ. Trưa bà không ăn à? Ai giời ơi. Từ từ đã, làm thủ tục đã. Bà ơi. Có cô Thủy. Cô Thủy ở Hải Phòng. Đó. Thì trước Tết là có gửi tiền cho bà. Để bà mua các vật dụng mắm muối mì chính. Hay là tiền phòng thân. Đó. Thì bây giờ con cầm lên cho bà nhá. À, đây là 600 nghìn. 500 này, 600 nghìn. Là của cô Thủy. Cô Thủy ở Hải Phòng. Có con trai là anh Đại Nguyễn gửi cho bà. À, chúc bà là năm mới thật nhiều sức khỏe. Vâng. Chúc bà là thật nhiều sức khỏe nhá. Năm vừa rồi là không may là bị Covid. phải không phải à? Dạ. Không đi đâu mà không đi đâu mà bà ở đây mà. Không đi đâu mà lại dính Covid nhờ. Không đi đâu mà ở đây mà. Tôi đi bác sĩ bảo là Covid. Thế cái con Covid nó tải nó lại chạy vào trong nhà mình. Nhưng mà ông lại không dính nhờ. Ông lại không sao. Đấy, ông bà làm chung một giường, đấy, ăn ở cùng nhau mà lại không bị. Bác xin bỏ là Covid thì bác xin tôi đi rồi, bác xin tích Covid thì nó không phải rồi. Không bị. Tôi cùng bà cùng ông ngủ mà. Còn Covid này lạ nhỉ bà nhỉ. Đấy. Cũng rất là may mắn là ông không bị. Nhưng mà các bác ạ, các bác ví dụ mà những người thanh niên trẻ khỏe tầm 18, 20 đến 35 tuổi ấy, sức khỏe tốt thì không sao. Nhưng mà ông cụ bà cụ là sức khỏe quá là yếu rồi. Ai mà nên là cái bị mắc Covid là rất là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thực ra các bác ạ, nếu các bác nào mà nói mà bị Covid ấy, bây giờ là bình thường không sao ấy, thì cũng không phải như thế. Các bác phải bảo vệ sức khỏe cho các bác. Bởi vì sau khi hậu Covid thì có rất là nhiều cái di chứng để lại. Đấy, đầu tiên là ảnh hưởng đến khứu giác này, vị giác này. Đấy, ảnh hưởng đến cái phổi của mình. Phổi bình thường không sao nhưng mà nó dính nhiễm Covid là bắt đầu là nó xâm nhập vào, nó tạo thành các lỗ, xong là ăn, xong là có vết sẹo đấy. Nên là nó sẽ không tốt bằng lúc mình không bị. Nên là cũng mong các bác là giữ gìn sức khỏe thật tốt để không bị mắc Covid.
cái năm mới là cũng mong là nhà nước mình là có thêm, hay là thế giới là có thêm nhiều cái loại thuốc đặc chủng vaccine để cho bà con khắp nơi là yên tâm để công tác làm ăn, không bị dịch nó hoành hành nữa đấy. Nó đây bà có nồi cơm này, lần nào phèn lên thì bà ý, cơm này bà còn chưa ăn đi. Thịt treo đấy, không biết là ông sẽ biểu diễn món gì, ngon lắm các bạn. Vùng cao là cứ sau Tết là thịt nhiều. Cái này tí thái ra bà ơi, thái ra dạ. Ngon lắm. À, mấy con lợn ở vùng cao này các bác thừa biết rồi, chất lượng quá ngon, nó không có cám, không có thuốc tăng trưởng, không có cám tăng trưởng. Nếu mà cám tăng trưởng các bác cho lên xào lên là ra toàn mỡ, ra toàn nước. Chỗ này thì không có. Phải bảo là ăn miếng to, ai bảo ăn cục to. Nó tựa ra ngon chưa? Anh vừa gửi cho bà là 600.000 của cô Thủy ở Hải Phòng. Ngon nha. Thịt đỏ như thịt trâu thịt bò này. Này trước Tết là nên trên chỗ nhà anh Ly hai vợ lấy mật ong về. Giáp Tết cũng bán nhưng mà vẫn còn một ít, còn hình như là được hơn chục lít nữa. Các bác nào mà cần thịt trâu, thịt bò, thịt mật ong, nhất là mật ong nhà anh Ly đấy, các bác liên hệ nhé. Cái này đấy, cái này cũng ra hết mỡ rồi nhỉ? Còn mà nhưng mà nó phải trong cơ. Tôi chỉ có thịt thôi. Cho nó miếng. Hết miếng rồi. Ha, miếng rồi, miếng rồi, miếng rồi. Con hả? Minh Hoa, nó này. Thôi nó không ăn được đấy. Không. Chỉ đi lại để chơi chạy thôi. Ngon thế nhỉ, miếng này. Nó có mùi khói bếp này. À, có mùi mình còn ngửi được cả mùi mặn mặn của muối ấy. À. Thứ hai là mùi đặc trưng. Tôi chịu đi nào. Nó. Ui xin ạ. Nhìn mặt nó chán đời bạn. Trẻ con vùng cao. Lạnh mà. Vợ đi đâu rồi? Ở nhà mà. Mưa này chắc không làm được gì được rồi. Ý, mời các bác lo mỏ nhá. Mày qua nên này được lò luôn. Ô, bà lại có bánh kìa. À, bánh này bánh nhiều bánh dày nhỉ? Đâu con xem nào. Ui. Bánh này bà lém vào bếp tí nó mềm dẻo luôn. Cho bánh này bà làm lâu chưa? Không. Trước thêm một tí à? Chục ngày. Để các bác xem bà lướng nha. Ừ. Công nghệ cao. Nó nói đây. Nó nói đây. Nó nói đây.
Ông bàn nó mỏ à? Ba vừa ăn xong à? Ừ, con ăn nhá. Anh ấy hoàn. Vâng. Hoa ăn đây em ơi. Mày qua lên đây được ăn cơm. Đấy, phèm mày qua ăn cơm nhá. Bà lấy nhiều quá. Đây, cho mà. Bát này to hơn này. Nhiều quá. Con mời ông bà nhá. Ngon nhá. Ừ. Ngon lắm các bạn đây. Ui giời ơi. Này, tốn cơm lắm. Ừ. Ừ. Thả đi, đừng nói rồi thả lại. Sao? Chịu ở đây có. Ăn kẹo à? Nhất tỷ. Nó thả đó. Nó thả. Nó thả chỗ mai đây, nó nằm mai. Nó nhỉ? Sấy này đúng kỹ thuật đấy. Mấy này, mấy này không đỏ mày. Úi dù đây này. Ngon chưa? Mời các bác nha, các bác. Có nhiều tiền cũng chưa có đặc sản này ăn đâu. Nó món Hải mò là gì bà? Hải lò là gì à? Hải mò. Hải mò à? Hải mò. À, sợi cơm hải mò à? Tôi chịu qua đi con, không còn mệt nữa. Không mấy giờ nữa thôi. Bao nhiêu lần lên đây toàn vội vội vàng vàng, không ăn cơm với ông bà được. À, hôm nay ông bà lại không ăn cơm, không nên cho bạn. Rồi chúng mày tự ăn này. Mình còn đang ngó ngó cái bánh. À, công nhận thịt thấy ngon thật. Này miếng này. Hôm qua lên nhà mẹ vợ anh Sự, nhưng mà anh Sự anh cầm đi một miếng nhưng nó chưa hết. Chưa hết mỡ. Đấy, miếng này mới nó mới không ấy này. Trong. Cũng không dám chào lâu. Chào lâu lại cháy đấy. Cháy rồi cháy á. Mỡ béo ạ. Mỡ nó rơi xuống cháy cháy. À, cháy biết. Nhưng mà hòa nhỉ. Thì là mình xeo lên ấy, nó không ấy. Nó rất là bùi. Chuyển từ trong sang đục đục sang trong ấy nhỉ. Có được. Nhà hòa ăn Tết có lợn không? Có mà. Mổ à? Gọi cho anh nhà có nghe máy không? Tưởng bạn là gọi cho anh nhưng mà anh bận không đi được. Gần Tết được. Đi ăn lung tung trưởng hay không? Tại trong nó mình chảy chua. Rau bí bà chồng á. Đúng. Ừ. Cái này là rau bí còn sót lại. Sót lại. Chống chọi qua mùa đông này. Hoài, ở trên này em đi tìm đi bản mua cho anh hoa đu đủ nhá. Đu đủ á? Ừ, hoa đu đủ được em. Vâng. Cứ lấy được bao nhiêu bảo cả bọn vừa vàng các thứ ấy. Có bao nhiêu lấy hết về cho anh. Vâng. Nhưng mà phải hoa xịn ở trên bản ấy, không lấy hoa linh tinh. Vâng. Cứ lấy nhiều bảo anh. Anh nghe anh lấy về. Về ngâm mật ong để gửi đi cho các bác. Ngâm anh ngâm là ngâm tươi hay là làm ngâm khô? Tươi. Ngâm tươi. Đợt này lấy tươi ngâm. Ông bà đợt này là chuẩn bị là trồng gì à? Ngô à? Có ngô. Thế bà trồng gì? Ông bà chờ mùa cấy thôi. Cấy lúa. Ừ. Thế chả mấy tháng nữa mới cấy à? Vâng. Tính ra thế là trên bản này bây giờ gần như là không làm gì được ấy nhỉ. Ừ. Qua Tết này bắt đầu đến tháng 3. Con nương. Tháng 3 bắt đầu nắng nó ấm lên. Đấy thì bắt đầu mới trồng được
cây cối. Người ta bảo là tháng 3 thì hoa gạo nó rụng xuống, bà già mới cất chăn được. Chứ còn bây giờ lạnh lắm. Sao bà lại để dép kiểu mà Hoài? Sao bà lại giấu dép nhỉ? Để cô à? Bánh của bà. Bánh này bánh tẻ gì nhỉ? Không phải bánh tẻ, bánh gì? Bánh dày à? Bánh nếp à? Bánh nếp à? Bánh ngô thì mới ngon hơn. Công nhận là phải nói là thực cực kỳ ngon các bác này. Ngon lắm. Mẹ Phen ở nhà xem video bảo thằng này ăn ngon mà không chịu mang về cho xin miếng nào. À, cũng không phải chấm nước mắm ở đâu bởi vì nó mặn rồi. Mặn quá rồi, chẳng là mình thích ăn mặn thì chấm cũng chẳng có. Cho tốn thịt. Tôi có tính ngon. Ây da. Đây này. Ngon chưa? Ui giời, đây đây mặt lợn này. Ây cha cha. Này à, bà phải ăn hết được cả tháng riêng đấy nhờ Hòa nhờ. Hả? Đây là cái mặt này. To chưa? 20 này, 40 này, 60 này. Siêu to luôn. Đây này. Hết mấy, à đây là ngô. Ui, bánh, 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 bánh. Ý, hai cái. Ôi Hòa ơi, cái chân này có cái từ năm ngoái à? Cái chân lợn này này. Chân giò này này. Nâu chưa? Bà treo riêng mà. Cái khô lắm rồi. Đặc sản vùng cao các bác. Ngon đừng hỏi. Lợn đen đấy chứ. Con này lợn đen chứ. Ui giời ơi. Nhiều quá. Này. Đây là ngô. Này ngô à. Đây các bác. Đây cả sườn nha, để nguyên một rẻ này. Ây chà, con này to lắm. Cả xương sườn này, cả một rẻ này. 2, 40, 60. Ui dồi. Ôi trời ơi. Thích chưa? Ôi trời. Nhiều quá. Ăn hết cái này thì con mà no đến sáng ngày kia. Con mời ông nhá. Ăn một con nhỏ. Cho poli à. Thế này đi. Con nhỏ mà. Con nhỏ. Thế thì thế này bỏ thế bà chị tàu là gì thế này thì không nó sẽ lồi lai nhưng bỏ bà chị tàu bà chị trốn nó nữa này không biết nói ô trời ra ra bên ra 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 không được bây giờ con thấy cháu về thì cháu chả có cái gì ăn nữa mình cứ ngậm nó lúc chị nhặt thì cũng một bòi bò mắt thằng cay cũng nãy tặng nó à mình nhỏ sao xanh à bỏ mà bỏ chỉ tàu là đi bỏ chỉ trốn nó là đi rồi bỏ cái gì hóa giả tha thân miệng đâu bỏ già xóa xanh nè rồi các bác thực sự là bà cho Phen như này thì Phen cũng rất là nghĩ nhưng mà không nhận thì bà cũng dỗi nên là thôi Phen nhận để mấy hôm nữa Phen mua đồ khác lên cho bà con làm gì tu này ngon lắm đấy à nóng quá các bác nhem ngoài trời đấy đang mưa gió rất là lạnh mưa phùn gió rét gió bấc đấy, ngồi trong nhà này có bếp lửa này ấm đấy làm miếng ạ chỗ này một con giò ăn bẩn sống lâu các bạn.
Bánh này không có nhân à Hòa ơi? Phải không? Hòa? Không có nhân à? Em chỉ được ăn à? Ngon lắm. Bảo sao chứ béo. Về nhà có dám ăn cơm đâu. Ngon quá. Hòa, bẻ một nửa, anh một nửa, em một nửa. Anh không ăn được hết. Đã mi rồi. Anh ăn nóng. Không thích ăn. Bẻ đôi nóng. Anh ơi, mỗi ăn một nửa. Em không thích ăn mà. Cho mi rồi. Ăn hết đi. Nhiều không? Nhiều quá. Anh ngon thật. Vừa ăn vừa nóng. Cho mi rồi. Cái thằng. Đâu 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 đâu. Đâu đâu. Đâu. Em nhắc đến. Ui trời ơi, bánh nếp. Mời các bạn nha. Minh Nhược không ăn à? Ngon quá. Bà quý lắm bà mới cho ăn nha. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe. Để mỗi lần con lên đây bà cho con ăn bánh. Cho thịt lợn mang về. Dạ. Ngon lắm các bạn. Chỗ này vẫn còn tí giò này. Rồi ăn luôn cả giò cho máu. Ông Hòa, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 74 75 rồi đấy. Bà nhiều tuổi hơn đúng không? Hả? Nhà chợ cho. 60 à? Có. Dạ đấy, nhà chợ cho. Ông 76 rồi. Bà. Bà 76 gần 80 tuổi không? Bà hơn tí. Cũng mong là ông bà sống khỏe, sống vui vẻ với con cháu. Từ ngày biết được ông bà là phen phen cũng vui. Bởi vì ông bà của phen không còn nữa, mất hết rồi. Rất là quý mà. Ông bà không con cháu gì cả. Ngon quá. Vợ em là bây giờ sức khỏe ổn định hết rồi nhỉ? Sức khỏe ổn hết rồi không? Nhưng mà sau dịch bệnh như này thì phải bảo vợ là chăm sóc sức khỏe tốt nên ăn uống nhiều à. Ngon quá các bạn. Miếng cuối cùng này. Miếng cuối cùng cũng xin phép các bác đi về. Cảm ơn cô Thủy ở Hải Phòng gửi 600.000 cho ông bà. Trước Tết thì cảm ơn các cô bác Mạnh Thường Quân và giáp Tết là anh Huy ở Lào Cai. Xin được chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng này, phát lộc phát tài này. Đấy. Bình an may mắn. Đó. Hòa chào. Con đi về đây. Mi nhuộp mu treo. Trời mưa quá. Hòa thử hỏi ông bà xem ông bà thích gì nhất. Thích ăn gì nhất? Con chỉ tôi là biết tinh thần cho con nè. Bây giờ con nhìn má chỉ... Con xanh má chỉ... Con nhìn má giả từ đùa nè. Cô chỉ nhìn. Bà thích gì nhất? Không biết thích cái gì. Cô chỉ nhìn má nhìn. Hồi trước sư ở phần thôi. Cô nhắc về các quần nâng ngó thôi. Thịt thì chắc. Mẹ mẹ. Họ tay khuyên tay khuyên đây. À sữa lon à? Ờ. Ờ. Bảo lần sau phèng phèng lên mua nhá. Ôi bằng bằng thịt non. Bảo à cái sữa non đúng rồi, cái sữa non hôm nào phèng lên mua cho. Mà đợt bà ở viện đi nhờ. Ừ. Cũng thương bà đợt có lần bà chia sẻ làm xong cái nền nhà này, bà bảo là từ trước đến giờ là bà chỉ nhìn thấy cái nền nhà đẹp như thế ở bệnh viện chứ chưa nhà chưa có, chưa dám nghĩ, chưa dám mơ. Đấy, bây giờ có rồi. Đấy, thì lần sau lên để mua cho bà cái sữa lon đấy. Đó,
Con đi về đây, trời mưa quá. Từ đây về nhà con mất hơn 30 cây ấy. 40 cây, 35 cây. Con đi về đây. So xanh nhá. So xanh bò. Dạ. Con đi về đây. Dạ vâng. Ông bà phải ăn nhiều nhá. Giữ gìn sức khỏe tốt nhá. Thịt thì chắc là phải nửa năm nữa mới dám mua lên thôi, chứ con bằng này thì ăn được cả năm rồi. Thì mà ra về chơi nhá. À, hỏi bà có thích ăn cá không? Ở trên này có. Thế thì mua sữa bà nhá. Con mua sữa nhá, lần sau mua sữa nhá. Con đi về đây. Mua sữa cho bà. Con đi về đây. Rồi anh đi về đây. Vâng, chào anh nhá. Mày qua các bạn được miếng thịt rất là ngon luôn. Trời nó đang mưa phùn. Đấy, mưa nhỏ nhỏ như này. Giờ Phiang xin được kết thúc cái video của Phiang ở đây. Phiang xin cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn. Cảm ơn rất là nhiều. Đấy, đã đồng hành cùng Phiang năm vừa rồi. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để đồng hành tiếp tục cùng Phiang năm 2022 này. Phiang xin chào mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.